Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Ride It On. Kamen Rider Gacha tập 33 đã mang cho chúng ta một nồi lẩu thập cẩm, kế hoạch của vua bóng tối cũng như đảm Hundred, cùng với đó là sức mạnh vay mượn từ những Dark Rider từ bọn chúng, sự nhá hàng của Zen trong Kamen Rider Outsider và sự trở lại đầy hào nhoáng của Kaguya Sword, Kamen Rider Legend cũng như bảo vật của thế giới Legendary. Tất cả những gia vị đều được nêm vào chương cuối và chúng ta còn từ 12 tới 15 tập nữa thì Gacha mới kết thúc. Việc xuất hiện của Legend cũng hoàn toàn hợp lý thay vì phải đợi những tập filler nhàm chán của Gacha như từ đầu series tới bây giờ. 15 giây để quảng cáo cho Ride It On Shop. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Ride It On Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh. Link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Tập 33 của Gacha cũng để là một thành công nhất định khi nó là một tập phim đầy sự dồn dập cũng như biến hình và đánh nhau cực kỳ hoành tráng. Nhưng nhiều người vẫn chưa tin Gacha liệu có giữ vững phong độ này không. Thực chất thì Gacha cũng chỉ là một bộ phim Rider bình thường. Nếu so sánh với những bộ phim gần đây thì nó cũng ở mức tạm được. Gacha hiện tại chỉ bị một vấn đề quá cơ bản của bao nhiêu bộ phim. Đó là vì series này kéo dài từ 40 tới 50 tập nên có quá nhiều khoảng thời gian trống và họ không biết làm gì trong khoảng thời gian này. Vì thế sau một số tập cực kỳ hay và thú vị như chương của Barbarat khi đánh bại Jiren, chúng ta sẽ có một số tập vô thưởng vô phạt và chúng xuất hiện với tần suất quá cao so với những tập chiến đấu và nội dung cần thiết. Gacha thêm được một biểu đồ cực kỳ lạ khi nó không hẳn là lên và xuống mà chỉ lên được vài tập, còn lại thì xuống hết. Và hy vọng cuối cùng vào chương cuối khi Legend sẽ kéo dớt lại 5-7 tập để hy vọng Gacha có thể kết thúc chương cuối vào 5-7 tập còn lại. Đó là nhận định sơ bộ của mình về tình hình của Gacha. Chúng ta sẽ cùng nói tiếp về những sự kiện xảy ra trong đoạn trailer. Hình ảnh của Legendary đang nhìn vào hình dạng phải Gacha. Việc Gacha hiện xin hình dạng này thay vì hai hình dạng kia có thể đây sẽ là khởi đầu trận chiến và anh ấy sẽ dùng hình dạng này để tận dụng là những combo như Kuga Fight hay là WO từ những lá bài Legendary. Vì bản chất Fight Gacha là một bộ giáp bên ngoài của Gacha cơ bản nên ấy vẫn có thể chuyển hóa thành những form dựa trên những semi card khác và đây cũng là lúc thích hợp để cả hai phối hợp với nhau tác chiến. Trong trận chiến cùng với Kaguya trong hai tập của Legend, Gacha và Legend vẫn chưa thực hiện những màn chiến đấu phối hợp nào cả. Cả hai thường sẽ chiến đấu riêng lẻ và chỉ kết hợp với nhau trong đòn tất sát ở tập 2 của Legend. Kaguya có lẽ đã có cái nhìn khác về sự tỏa sáng của Hotaro. Anh ấy đã thay đổi rất nhiều sau khi gặp Kaguya lần cuối. Với việc là người tỏa sáng tại thế giới của bản thân, Kaguya chẳng ngại gì tỏa sáng tại thế giới khác. Anh ấy hào nhoáng từ lớp học cho tới tất cả những hoạt động khác trong trường. Điều này làm Kaguya khá ngập ngạt, có lẽ là vô cùng khó xử và cần Hotaro giải cứu. Điều quan trọng hơn cả là anh ta đã đến khu vực nghiên cứu của Học viện Giả Kim. Có mạng Henshin trên sóng truyền hình nhưng đã bị Varad cản trở. Tại thế giới này, tất cả những Rider đều có vẻ chưa muốn lộ mặt. Với Kaguya, anh ấy là người tỏa sáng và sẵn sàng xuất hiện trước mọi mặt trận. Cho dù đó có là báo chí hay là trận chiến trước đám Hundreds đầy sự nguy hiểm, thì anh ấy vẫn không ngần ngại xô bản thân ra để tất cả những kẻ thù nhắm vào mình. Có một hình ảnh khá thú vị trong đoạn trailer, đó là hình ảnh Hotaro đang sử dụng hai tấm chemi card đối mặt với Kaguya. Với gương mặt đầy căng thẳng này, liệu mâu thuẫn giữa cả hai là gì? Phần nhiều là do Kaguya muốn Hotaro sử dụng những lá Legendary card hơn là sử dụng những lá chemi, nhưng Hotaro với tình yêu mãnh liệt của mình đã nói cho Kaguya hiểu về tình yêu, cũng như có lẽ phần nào Hotaro cũng đã nghe được Kamen Rider Eternal vay mượn sức mạnh từ những Rider khác. Phần nào cũng ảnh hưởng tới Kaguya, người đang vay mượn sức mạnh từ những người khác nên không trân quý sức mạnh đó. Và chút mâu thuẫn này sẽ càng củng cố thêm trận chiến ở cuối phim. Trận chiến này Legendary Legend ngoài việc đối mặt trên đất Kiva ở đầu phim, có lẽ hắn cũng sẽ bị bế đi nhanh chóng mà thôi. Biểu tượng bàn tay của Hundred tông màu đen và đỏ thì kẻ thù tiếp theo Legend cũng như Gacha phải đối mặt chính là tên Art. Liệu tên này sẽ là ác tâm của Art nhập vào một cơ thể khác bị kéo theo cùng với sự hiện diện của Zin, hay hắn ta là một Rider mới cũng được tạo ra từ những tên Hundred và có thể chính là thủ lĩnh của chúng. Việc đối mặt với Art One bằng Legendary Legend có lẽ như quá đơn giản và nấy cần một vài tên rịp quen để dọn rịp như mọi khi, và rất nhiều form đã được Legend thể hiện với Bill với câu nói trứ danh bắt đầu thí nghiệm hào nhoáng nào. Hình dạng GK Complete Form cũng sẽ được tận dụng và nó vẫn giữ nguyên khả năng triệu hồi nên chiếc bóng nhân bản. Việc thay đổi của Legendary so với GK Complete 21 là việc anh ấy có thể trực tiếp chuyển hóa thành Final Form và tận dụng hoàn toàn khả năng của họ, thêm hai bộ phận vàng kim tôn lên sức mạnh của sự hào nhoáng. Bộ phận này cũng khá đẹp khi kết hợp cùng với những Final Form
vốn dĩ đẹp sẵn của tụi bay. Sau màn thể hiện cũng như dọn rịp đầy kịch tính này, cả hai sẽ cùng phối hợp với phần Platinum cũng như Zero Two. Platinum sẽ đối mặt với không ai khác ngoài Art One, chứ không thể nào đối mặt với hình dạng Art Zero vốn dĩ đã quá yếu. Trận chiến trong truyền thuyết Zero Two và Art One sẽ được diễn ra. Kẻ chiến thắng là ai chắc chúng ta cũng đã hiểu rõ. Hy vọng vai trò của tên Art One cũng như Art Zero này sẽ có vai trò thú vị hơn so với những tên hình rệt khác. Thậm chí tên Dark Kiva còn chẳng xuất hiện ở đoạn cuối của tập phim. Có lẽ hắn cũng sẽ bị bế đi ở đoạn đầu, khi Legend thể hiện một số sức mạnh đặc biệt. Trong tuần này không có quá nhiều hình ảnh đáng chú ý được leak ra. Chúng ta chỉ thấy một hình ảnh của tên vua bóng tối đang nói chuyện với hai chị em còn lại trong ba chị em bóng tối. Kế hoạch của hắn rất có thể sẽ là tạo một thực thể dựa trên Art One. Khi trong những hình ảnh được leak ra, chúng ta thấy tạo hình kỳ quái của tên này kết hợp cùng với những lá chem bị kẹt khác. Hắn ta giống như một Mark Ram nhưng với sức mạnh của một Dark Rider, hàng loạt Chemi kết hợp cùng với hắn. Một sức mạnh riêng biệt như vậy sẽ thích hợp với Gacha hơn là tiếp tục vay mượn sức mạnh từ những Dark Rider. Với biểu tượng bàn tay thì có lẽ năm tên thủ lĩnh cũng đã bị nhổ cỏ hết. Việc tiếp theo sẽ là phần còn lại của Gacha. Legend sau khi đánh bại được hợp thể toàn năng của Aquan này sẽ rời khỏi thế giới Gacha để tránh trường hợp giống như Varvarath cũng như Mace. Và đó là toàn bộ giả thuyết của mình xoay quanh Commodore Gacha tập 34. Mình là Rider On, theo quá trình. Bye.